chúng tôi đang chọn một con chim mà không phải thò tay vào bắt mà. Hello các bạn, hãy cùng Chí đi vào Sài Gòn nhé, rồi qua khu bên đội chim ha. Khu chợ chim. Vậy xuống đây anh Thăng. Đây là một góc nhỏ của thành phố Hồ Chí Minh bán chim. Đấy, bên này là bán sâu. Đây, bình khuyên. Bình khuyên chim sâu rồi. Nè, bên đây bán cám nè. Có thông lọc. Sau đó mình sẽ trồng vào cổ nó và kéo cái con mà mình đã chọn ra. Nhưng mà trước tiên mình đã xịt nước ướt nó đã các bạn ha. Đấy, đây là con chim bình khuyên. Đấy, các bạn là bắt thì cái này không có gì gọi là lắm rồi. Đây, bình khuyên tiếp tục. Đây, tiếp tục cuộc hành trình chúng tôi bắt đầu tiếp tục xuống dưới các bạn cố gắng lưu ý nha. Đấy, đó gà. Đây là gà lông. Thành phố Hồ Chí Minh gọi là gà lông. Những chú gà trống đang tìm những chú gà mái. Chim. Đó, chim này rất chi là đẹp các bạn. Tuyệt vời quá. Rồi, rồi tiếp tục. Hãy cùng Chí đi đến khu này nha. Rồi, Yến Phụng. Trời ơi, in cái chữ hạn sử dụng là đổ lên cái ESP là sao? Dễ thương không? Hả? Trời ơi, cái đó tôi sao tôi biết được, công an muốn mặt đó, có gì không điểm, không có những mặt đi. Câu đèn các bạn. Cái đó. Trời đất ơi, cái này không ai biết đó, ông điện mở cái mặt á. Gãy. Hồi nãy rồi tôi nghe nó nói với cái này ca với lâu chứ tôi đâu có lo chuyện này. Coi nè. Tôi không hiểu rồi. Đôi lúc những con chim như thế này các bạn, người ta giật lưới về, đôi lúc chúng mình con rất là ngon đó các bạn ha. Nó kinh nghiệm không mở kinh nghiệm nó hình gì con này ghi đẹp này. Có thông báo của mẹ ai mà biết à, tôi... trời đất ơi cái con này thì chỉ để nuôi cho vui thôi, chứ còn nếu mà về nuôi để bẫy đấu đá thì bà này bỏ, không nuôi bà này. Chỉ là cái con này nè ha. Ổng hiếu quá đây. Quá con này con gì lạ vậy? Con này con gì lạ vậy ta? Không biết con gì luôn. Mà con. Quá không? Rồi. Ta hãy cùng xuống dưới đây. Đấy. Cho tôi nhảy này.
con gì lạ vậy? Anh ơi, anh cho em hỏi con này con gì vậy anh? Con đâu dành đâu. Không đâu. Con này này con gì? Con cung quốc đó. Giống con mồ câu chứ hả? Con này khả năng là mồ câu gì rồi, lái gì rồi. Đây con chim ri rồi mình chim ri á. Sơn ca kìa. Sơn ca rồi. Con chìa vôi á. Con gì của nó đẹp hơn chích cho tước chích trời nữa đây là nhồng rồi rồi hẹn gặp lại các bạn nhé. Đây là cái quay khung cảnh từ đầu kia đi vào, chỉ là một cái rìa nhỏ của góc của thành phố Hồ Chí Minh nơi bán những con chim gọi là chim mồi á. Anh em đi bẫy về, sau đó anh em ở đây bán lại và mấy chú mấy anh chị ngồi để bán ra ha. Đây là anh chơi ra. Rồi chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở video sau nếu có gì hay chia sẻ qua cho các bạn xem.